Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp, một là cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cộng thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi cho tất cả các bạn một siêu phẩm, gọi là một trận đấu lâm tặc tất cả các bạn nha. Hôm nay đối đầu với thằng Volka và mình sẽ cướp bộ đồ của nó các bạn nhá. Đấy, mình hôm nay thì sẽ tặng một siêu phẩm gọi là cướp rừng, gọi là thần thánh mà những cái mùa 2, mùa 3 mình đã từng cướp các bạn nhá. Mình đã có tham minh bùa đỏ của nó thì khả năng con bùa xanh nó mình không cướp được, thì để coi tình hình trận đấu như thế nào. Thì vòng trận đấu này mình sẽ cửa trời, nó vào nó cướp rừng mình như nháy bạn. Ôi rưới xong rồi, rưới xong anh thôi. Rồi chip cút ra mít phá một chút xong quá con bùa xanh nó luôn nhá. Trận đấu này thì mình xin gửi tặng tất cả các bạn một trận đấu mình cướp sạch cái rừng của nó. Và các bạn hãy đếm, hãy chú ý coi từ đâu đến cuối clip coi mình cướp được bao nhiêu con rừng của nó nhá. Rồi nôm na rằng cái thứ từ bùa ra ở trong cái bản đồ này ra, bùa đỏ ra trước, bùa xanh mình ra sau, rồi bùa xanh đỏ ra tiếp theo, và cuối cùng là bùa đỏ của mình. Đấy, từ như vậy mà cướp thôi. Bó cá thì là chúng nó cay chứ các bạn, cay khi cay lúc đấy, khi bật màng nó quá cay lắm các bạn. Khi cảm giác như thực sự là bản thân mình cũng hiểu thằng bó cá chơi như nào. Đấy, ngay cả bản thân mình bị cướp rừng kiểu cảm giác nó rất là cay các bạn ạ. Thì mình phải có cướp lại chứ. Mà cướp lại không được thì đâm ra thọt là cay nửa các bạn ạ. Trận đấu này cực kỳ cay luôn. Được rồi, các bạn hãy đếm con bùa của mình nhá. Và trận đấu này thì mình sẽ tập trung không ăn mục tiêu, và thực sự là mình sẽ cố gắng. Đây một trận đấu mình muốn giành thẳng tất cả các bạn về late game Nakroth ở phiên bản mùa này. Late game thì sẽ đánh như thế nào khi gặp những đồng đội hoặc team địch nó rất là mạnh như Zata ở top, như là Violet ở late game bắn, hoặc là thằng ngủ không late game như thế nào. Thì trận đấu này mình sẽ lên full đam. Rồi con bùa đỏ của nó đã rồi, khả năng cái phá này mình cũng quá nổi rồi, bị lỗi sai rồi. Thì không biết sẽ như nào đấy, khả năng là không cướp được rồi. Khả năng là mình bị xịt mất một con anh em ạ. Thôi tập trung phang đây, không ra ta một mạng một kém tối ngon ngọt như nước thảo đỏ vậy các bạn ạ. Nó ngọt lìm như vậy luôn. Ôi nó ăn cá sái chứ, khả năng cái con búa đỏ nó không đấy, quá nó con búa đỏ của nó các bạn nhé. Ăn cá sái thì chúng tối à, ăn cá sái rồi. Ok chín cút rồi, ok mình sẽ tập trung cướp búa nhá. Rồi cướp búa đỏ này còn tiền phạt các bạn nhé. Nếu này vào đây bạn đi tao trừng phạt tao chim cút làm gì. Rồi vó cá mất tiếp con bùa đỏ nhá. Rồi mình về sẽ chim cút con bùa xanh của mình. Khi chim cút con bùa xanh thì bùa xanh nó lại ra thôi. Đây chim cút thật nhanh đây, cái pha này mình lờ nhịp một chút đi các bạn ạ, bởi vì mình lỗ sai để đâu mình sử cướp to tím nó bị hấp diếm, bởi vì mình chơi đánh đơn mà các bạn. Ăn mục tiêu tốt được. Nói chung là vó cá nó tính toán rất là hay các bạn ạ. Ăn con không thì sẽ giúp cho mình có thể để tự nhiên lại có thêm màng ngủ không nó gì con chiếu nữa. Tự nhiên lại quá đấy, lại có thêm màng để ngón lành cách nào vậy các bạn. Đấy, thực sự vó cá tính toán rất là hay đấy các bạn ạ. Ăn con rồng để phám nhanh hơn, nhưng mà bùa đâu để phám thì không ai nói cả. Đúng, cái lý thuyết rất đúng, ăn con rồng để phám nhanh hơn, nhưng bùa đâu để phám thì không ai chỉ cả. Khổ lắm, con bùa đỏ bùa xanh này mất tiếp tớm thứ hai. Rồi chắc cảnh tới 13 mình chỉ cướp mượt thêm một chút các bạn nhé. Khổ năm lâu ngày mình năm lấm tặc một trận anh em ạ. Đấm ra kiểu là những cái gọi là những cái nghề nghiệp của mình nó bị xáo nàng một chút thì không sao. Thì thứ tư thì phải trơn tru một chút đấy. Hiện tại báo cá chứ rất là con mua đâu cả, mình sẽ tập trung ăn mua nó. Và trong quá trình khám của mình thì mình sẽ vượt vượt đấy. Chẳng hạn như là đấy đông đội tím nó cứ đi gánh như vậy thì mình lại thỉnh thoảng nó chộp mạng đấy. Thỉnh thoảng nó chộp mạng người ta đấy. Đưa ta đi. Đây Natalia nha, ôi giời. Ôi chào, con đi chưa bán chưa bác. Ui giời rồi. Chộp Nata này.
nha, con mua đỏ nó chuẩn bị hôn. Trả cướp chung. Rồi, bó cá cướp con mua nhỏ của mình rồi, hay quá bó cá. Cái con mua đỏ mình nha. Đây, cái con mua đỏ ta lại có tiếp anh em ạ. Đấy. Đấy, bó cá không có tham mình mua đỏ nữa các bạn, nó không vào à hoàng. Như cái Violet các bạn ạ, tao giết mới chết luôn. Đây, chưa bột nó là kẻ ra đi đấy các bạn. Rồi, đồ game mà Violet là bản gần chết các bạn ạ. Thì không biết lết game mà sẽ như thế nào đấy nhé. Không biết lết game nào Violet là bản mình như thôi chim cút, giá ta là bay đấy. Nó bay hai thủ đấy các bạn ạ. Giá ta top top đấy. Giá ta top top nó bay hai thủ đấy. Tôi chim cút một chút, tôi cứ phá được như nào nào. Thôi mình về phá thôi anh em ạ. Đỉnh đỉnh nhau nhưng như nào. Đánh nó đánh đó. Đấy không? Đồ cái pha này thôi không đẩy nữa. Lá cái pha này nó không làm gì hết. Thằng gia ta nó áp. Thằng Nata áp cá. Không sao, con mua sánh ở đây đá các bạn nhá. Đây, đá con mua sánh ngay lập tức. Đấy, bình tĩnh, mua sánh nó. Đấy, chó nó ăn bị cướp dừa mặt nó. Chó nó đau các bạn ạ. Cướp dừa mặt nó, chó nó đau. Bình tĩnh. Để thằng bao cá nó ăn. Đây, bao cá nữa đấy. Đấy, mình sẽ cướp dừa mặt nó, chó nó đau. Gia ta top top bay hay cướp anh em ạ. Đấy, top nó phải cho bay rất hay. Đây rồi, ok, tiếp tục mua sánh nha. Tiếp tục, con hay con thử mấy mình không nhớ các bạn ạ. Mình có một cái tỷ nhớ không tốt. Xài phí ngừa không kịp. Rồi, không biết có phí có đây không. Qua đây này. Ăn được cái con mua này là thôi nha. Mình xin hứa nhá, nếu mà nó ăn được một cái con mua đỏ mua sánh thì mình xin hứa không cướp được ngừa. Nhưng mà khi nào không ăn được thì mình sẽ cướp tiếp. Đấy, đấy, phí ngừa mà không kịp các bạn ạ. Khổ thế cái chứ, cái lắm rồi. Tầm này là cái lắm rồi. Phải tao đấm cho mấy nhát rồi đấy. Rồi, hy vọng là đấu này thì ngoài cái việc thực sự là cái mục đích của mình cướp lên rồi đấy. Là mục đích thì kéo dài game nhất có thể. Không phải mình cũng muốn là kiểu là hiện tại mình rất là sánh thôi. Mình cũng muốn là kết thúc một trận đấu nó sớm. Cho nên là để một cái mục đích game để cho tất cả các bạn kiểu là nhiều bằng comment là anh ơi. Khi vòng 5 thì mình lết game để có thể là cho em biết đang nát có thiết kiếm hôm nay tới thì nát. Khi cái phần lết game thì mình sẽ phân tích 6 phần hiện tại đi chơi gì. Đây, từ chiều 2 nữa rồi chém từ 7 ủi ăn 2 nát. Ủa cái đường dưới của mình kìa, đường dưới của mình toán kìa. Đấy, không sao, cứ đầy đi. Không cần đây giết, cứ lết game. Lết game thì mình sẽ phân tích hướng dẫn tất cả bạn cách chơi lết game nha các bạn. Mình khẳng định các bạn rất là hiệu quả luôn. Đấy, thằng ngủ không? Từ đây không phải bạn mình đỉnh ăn các bạn sánh quá đâu đấy mà đánh lưới sứ đó nó đâu hăng là mệt đấy nhé. Rồi có mua sánh là chuẩn chứa nha mình tỉnh đấy, mình về ăn mua sánh mình phát quá luôn, mua sánh là nó các bạn nhé, mua sánh là chuẩn bị đá đấy. Đấy mình tỉnh đấy, mình tập quá ra nó cứ vần nấp đây là đá nó ăn mà đá rất từ mặt nằm đáo này cho các bạn này. Chiêu 2, chiêu 1, chiêu 3. Đấy, chiêu phạt, một pháp là chín cút, thích là xích này đánh không? Khí ngựa, khí ngựa thì cá này chạy. Cái ổ số quá thì tao đi giết mới chết luôn. Này, chiêu 2 lướt có thương, chiêu 1 bạch để combo cực kỳ cơ bản. Thấy không bạn? Hiện tại là bó cái chưa nó còn mua sánh nào ở phút thứ 7 và 31 các bạn nhé. Không biết là phút thứ 10, 12 nó ăn được không? Mình không cần biết. Nhưng mình chỉ cần biết là bó cái hiện tại cái nó còn mua nào. Đấy, hy vọng mà các bạn hãy comment nhiệt tình để đăng ký clip này cho mình, hãy tặng mình một like để mình có thể là có tá những cái siêu phẩm tuyệt vời tiếp cho các bạn. Và quên các bạn ơi, đừng quên các bạn nào muốn lưu công mua quân huy hoặc các bạn nào cũng không muốn thích thì các bạn hãy nhắn tin cho chủ Zalo của mình các bạn nhé, mình để chỉ với phần ghi comment đấy. Rồi mình lại quả trực có mua đỏ nó tiếp cho các bạn. Đây mua đỏ nó vừa ra đây ăn tiếp lại ăn thôi đấy, báo cáo thì nó đi ra lại hốt xác nữa các bạn, lại mất thăm mình thôi. Rồi từ từ báo cáo hỏa ngừa các bạn ạ. Từ từ nha, đây thằng nào bó cá vô đỏ khổ lắm anh em. Bó cá hỏa người xong đi vô đỏ lại không còn gì anh em ạ, khổ thế cơ chứ. Trận đấu này anh bó cá tổng hai ghế gườm ghế ngang luôn đấy, mua sánh nó chuẩn bị lấy hôi tiếp các bạn. Giá ta top top bảy kìa, xong giá ta top top bảy ác thật đấy các bạn ạ. Nó ta lại quá 9 phút con mua sánh này tiếp các bạn này. Rồi hiện tại chưa ra, bình tĩnh thì ta này vần vờn đấy một chút. Một không đấy vừa về đấy, từ thằng ngủ rồi. Thôi mình thám tới một quả này phát bôi sánh vào đá rồi các bạn nhé. Đấy mục tiêu của mình là ưu tiên có bôi sánh, có thằng ngủ không thì đập nó rơi nam mới chạy được các bạn. Đấy thằng ngủ không đấy, đây tao có mới chạy đâu, tao có mới chạy đâu lớp có thương được một chém rồi, một chém tiếp ra đi đấy. Đấy các bạn thấy chưa, rất là easy các bạn nhé, kiểu cướp bôi rất là cái củ các bạn ạ. Không biết là nếu tất hy vọng các bạn có thể hay nếu là cái tâm trạng của mình, nếu các bạn là vó lơ cá thì các bạn sẽ làm gì ạ? Nếu các bạn là vó cá
top top bay đi, bay nào bay rồi, bay đẹp rồi, bay đẹp như top top luôn rồi. Giờ thì chạy nào, chạy nhanh như top top đi, chạy nào, chạy. Đấy các bạn, giá ta top top bay rất đẹp các bạn, bay ngắn phát và bay xong thì bay xong nhưng có đường về đâu các bạn ạ, khổ thế cơ chứ. Thôi chúng ta mua đồ mình lại thôi, giá lại ăn trước các bạn, đi mang đi nha. Đấy từ từ từ, ta lại kiếp trước các bạn ạ, lúc kiếp nè, rồi xong chào. Để mình biết được. Ôi bắn sướng thật, ôi cái phá mình là ôi cái phá để các bạn ghi, các bạn làm chứng với mình nhá, chưa một mút không được nhá. Đấy mình chắc chắn các bạn luôn, pin yếu chắc chắn, pin yếu nó mới có thể làm cho cái máy đó nhớ cái pin sáng. À cái phá này không mút được, chắc khả năng là do bằng láng các bạn ạ, khả năng bằng láng các bạn, nó bằng láng mới có thể ra được những cái phá như vậy đó. Pin 40S ạ. Không phải các bạn phải làm chứng cho mình cái phá này nè, phải làm chứng cho mình cái phá này, các bạn biết không, mình chém cho 2 vút chưa 1 vào đỉnh con bão bó chưa 3 để trừng phạt, nhưng mà bị láng bị đớ đấy. Thì chúng cái phá là gọi là pin yếu và bằng láng các bạn nhé. Đấy mình chứng cho mình cái phá để cho mày ga đâu. Rồi không sao, không bật đấy giết, hiện tại bây giờ let game thôi, mình sẽ tập trung phân tích khi team địch let game thì chắc chắn rồi, giá ta bay rất là đau, ngủ không gõ rất là tốt. Và đặc biệt mình đến tin lắm, các bạn thấy chưa, thằng view let đầu bắn mình một phát mà hơn một nửa cái máu. Vậy thì lết đến chơi như thế nào ạ? Ôi giá ta bay hái thủ top top, ôi. Vậy mình sẽ phân tích các bạn nhé. Team địch có 3 sát thương chủ lực của team địch, đó chính là TLS, giá ta và ngủ không. Vậy 3 vị tướng này khi nào thì chúng ta nếm vào những vị tướng nào là hợp lý? Ok, mình sẽ phân tích. Thứ nhất, khi thằng Violet đang trước combat ấy, nếu chúng ta bay vào Violet mà kết hợp một vị tướng bên cạnh Violet mà mình bị chịu sát thương, chẳng hạn mình mở combat đâu đi thì mình sẽ nằm xuống, cho nên không thể vào được. Và muốn vào gia tá, gia tá có bay thì mình không thể vào được, vào thằng ngủ không, trừ khi một cách thằng ngủ không đứng một mình thì mình vào được. Còn nếu thằng ngủ không kết hợp với một vị tướng, Violet kết hợp với một vị tướng, gia tá kết hợp với một vị tướng thì mình không vào combat tổng được. Vậy nếu combat tổng thì Makarov phải làm gì ạ? Chắc chắn nếu các bạn muốn vào gia tá thì phải chờ gia tá hết chiếu thức, hết chiếu bay nha. Còn nếu muốn vào Violet thì phải để Violet nó lấy sát thương vào một thằng team mình, chẳng hạn thằng Gerard chẳng hạn, hoặc chẳng hạn thằng Zuka chẳng hạn. Chỉ cần thằng Violet bắn chiếu một vào một vị tướng khác không phải mình thì mình có thể kết được nó. Và các bạn nhé, các bạn thương thua rất đơn giản, các bạn nghỉ các bạn sánh. À hiện tại mình cặp sánh nhá, các bạn nghỉ bay vào Violet các bạn giết nó chết, không nhầm rồi, các bạn bay vào Violet thậm chí Violet bắn các bạn hai phát các bạn chết luôn. Các bạn tin không, các bạn tin không, cực đó là sự thật. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng khi let game các bạn đừng có ao tưởng sức mạnh bay vào bất kỳ một vị tướng nào mà phải quan sát thật kỳ. À thằng ngủ không này, rồi thằng ngủ không mình cũng đoán được. Bởi vì dư thân gia tá nha, gia tá hết bay này, đây là đây các bạn nha. Violet Violet ra vô xin nhưng mình không cả bay vào nào này, mình sẽ bay vào gia tá nhá. Đây ôi tôi cần đây rồi, mình cút luôn. Gia tá hết chưa bán nha, các bạn hãy nhớ cho mình nhá. Rồi ok, tôi bây mình bay vào gia tá này, gia tá trước này thằng Violet ở trên rồi, giết gia tá phát rồi đấy. Hiện tại không đánh nhiều nhất, không còn chắc quý sĩ. Đấy, đi luôn một chút rồi, ta sẽ giết con Boca này. Này, Boca. Rồi, mình đã nói rồi, khi nào đến bay vào Violet, khi thằng Violet bắn chiếu một vào một kỳ tử một tí mình. Đấy, tìm được cái bán thằng chủ lực này. Rồi, từ từ nha, thằng Violet. Đây, đẹp chưa? Thằng Violet kết thiết kế cho những cái bản mình. Ok chưa? Hết game phải phân tích như vậy các bạn nhé. Các bạn phải phân tích trước khi như vậy. Khi tất cả các bạn lấy Nagarok lên tiếng, các bạn không sợ con ngày xưa nữa. Ngày xưa thì Nagarok có thể mở chủ động bắt bay vào hoặc bay ra rất đẹp, nhưng bây giờ bay vào bốc hơi luôn. Đấy, hãy nhớ như điều đấy. Và mình nghỉ cười ít các thích rồi. Nếu các bạn thấy hay thì để lại cho mình một cái comment ở phía dưới, một nút like các bạn nhé. Xin chúc các bạn chiến Nagarok thật tốt. Và tất cả các bạn em mãi. Yêu bye bye.